Tổng thống Ukraine cảnh báo thảm họa toàn diện trên lãnh thổ sau khi quân đội Nga rút lui. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo người dân của mình về thảm họa toàn diện bên ngoài thủ đô khi các lực lượng Nga rút lui. Ông đưa ra cảnh báo khi cuộc khủng hoảng nhân đạo ở thành phố Mariupol bị bao vây ngày càng nghiêm trọng với việc các lực lượng Nga ngăn chặn các hoạt động sơ tán trong ngày thứ hai liên tiếp. Và Điện Kremlin cáo buộc người Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng trực thăng vào một kho nhiên liệu trên lãnh thổ Nga. Ukraine phủ nhận trách nhiệm về vụ nổ, nhưng nếu tuyên bố của Moscow được xác nhận, đó sẽ là lần đầu tiên máy bay Ukraine xâm nhập không phận Nga kể từ đầu cuộc chiến. Chắc chắn, đây không phải là điều có thể được coi là tạo điều kiện thoải mái cho việc tiếp tục các cuộc đàm phán, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, 5 tuần sau khi Moscow bắt đầu gửi tới 150.000 quân qua biên giới Ukraine. Nga tiếp tục rút một số lực lượng trên bộ khỏi các khu vực xung quanh Kiev sau khi tuyên bố hồi đầu tuần sẽ giảm hoạt động quân sự gần thủ đô Ukraine và thành phố Chernihiv ở phía bắc Ukraine. Họ đang cày xới toàn bộ lãnh thổ, phá hủy nhà cửa, thiết bị, thậm chí là thi thể của những người đã thiệt mạng, Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm với quốc gia. Có rất nhiều bẫy, rất nhiều mối nguy hiểm khác. Ông kêu gọi cư dân chờ đợi để trở lại cuộc sống bình thường cho đến khi chắc chắn rằng bom đã được rà phá hết và không còn nguy cơ về pháo kích. Trong khi binh lính Nga tiếp tục bắn phá xung quanh Kiev và Chernihiv, quân đội Ukraine đã tận dụng sự rút lui trên bộ để tổ chức các cuộc phản công và chiếm lại một số thị trấn và làng mạc. Tuy nhiên, Ukraine và các đồng minh cảnh báo Điện Kremlin không giảm leo thang để thúc đẩy lòng tin trên bàn đàm phán như họ đã tuyên bố, mà thay vào đó để tiếp tế và chuyển quân sang phía đông của đất nước. Những hành động này dường như là sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công tăng cường vào vùng Donbass, chủ yếu nói tiếng Nga, ở phía đông nước này, bao gồm cả Mariupol. Ông Zelensky cảnh báo về những trận chiến khó khăn phía trước khi quân Nga bố trí lại quân đội. Ông nói, chúng tôi đang chuẩn bị cho một cuộc phòng thủ tích cực hơn nữa. Ông tiết lộ bất cứ điều gì về vòng đàm phán mới nhất diễn ra vào thứ Sáu ngày 1 tháng 4 qua video. Tại một vòng đàm phán hồi đầu tuần, Ukraine cho biết họ sẽ sẵn sàng từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO và tuyên bố trung lập yêu cầu chính của Moscow để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ một số quốc gia khác. Cuộc tấn công quân sự của Nga đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hơn 4 triệu người phải sơ tán khỏi Ukraine. Mariupol, thành phố cảng phía nam tan vỡ và bị bao vây, đã chứng kiến những đau khổ mất mát tồi tệ nhất của chiến tranh. Việc chiếm được nó sẽ là một phần thưởng lớn đối với Tổng thống Nga Putin khi mang lại cho Nga một cây cầu nối liền đất liền với bán đảo Crimea, khu vực chiếm lại từ Ukraine vào năm 2014. Trong một diễn biến khác, lãnh đạo khu vực Maxim Matchenko cho hay ít nhất 3 tên lửa đạn đạo của Nga đã được bắn vào cuối ngày thứ Sáu ngày 1 tháng 4 từ bán đảo Crimea tại khu vực Odessa trên Biển Đen. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cho biết các tên lửa Iskander không bắn trúng mục tiêu do sự cản phá của lực lượng phòng không Ukraine, nhưng không nói rõ họ đã bắn vào đâu. Ông Matchenko cho biết có thương vong nhưng ông không nêu chi tiết. Odessa là cảng lớn nhất của Ukraine và là trụ sở chính của hải quân nước này. Về vụ nổ kho nhiên liệu, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hai trực thăng vũ trang Ukraine bay ở độ cao cực thấp và tấn công cơ sở chứa dầu dân sự ở ngoại ô thành phố Belgorod, cách biên giới Ukraine khoảng 25 km. Thống đốc khu vực cho biết hai công nhân tại kho chứa dầu bị thương, nhưng công ty dầu khí nhà nước Rosneft phủ nhận thông tin có bất kỳ thương vong nào. Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine cho biết trên truyền hình Ukraine, vì một số lý do mà họ nói rằng chúng tôi đã làm điều đó, nhưng trên thực tế, điều này không tương ứng với thực tế. Trước đó, Nga đã báo cáo về các cuộc pháo kích xuyên biên giới từ Ukraine, bao gồm một vụ việc tuần trước khiến một tuyên úy quân đội thiệt mạng, nhưng không phải là một vụ xâm phạm không phận của nước này. Trong bối cảnh Nga rút lui trên bộ và liên tục bắn phá, quân đội Ukraine cho biết họ đã chiếm lại 29 khu định cư ở các vùng Kyiv và Chernihiv. Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga ở phía đông bắc cũng tiếp tục tấn công Kharkiv và tìm cách chiếm giữ các thành phố Bobasna và Rubitny cũng như Mariupol ở phía đông nam. Trong khi đó, Nga hôm thứ Sáu đã bắt đầu đợt nhập ngũ hàng năm vào mùa xuân, chiêu mộ 134.500 nam giới tham gia nghĩa vụ quân sự kéo dài một năm. Các quan chức Nga cho biết những tân binh sẽ không được gửi đến các tiền tuyến hoặc điểm nóng, nhưng nhiều thanh niên Nga tỏ ra nghi ngờ và lo sợ họ sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến. Tờ The New York Times đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ gửi viện trợ quân sự và y tế bổ sung 300 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm cả máy bay không người lái ném bom, bổ nhào, Switchblade. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ giúp các đồng minh di chuyển xe tăng do Liên Xô sản xuất đến Ukraine để hỗ trợ lực lượng phòng thủ của nước này.
Các nhà đàm phán từ Ukraine và Nga đã nói chuyện hôm thứ Sáu ngày 1 tháng 4 thông qua video, sau khi các cuộc đàm phán trước đó không đạt được thỏa thuận về một lệnh ngừng bắn tạm thời. Hôm ngày 2 tháng 4, một quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc cho biết họ không cố tình né tránh lệnh trừng phạt đối với Nga. Quang Lưu Tùng, tổng giám đốc phụ trách các vấn đề châu Âu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói với các phóng viên rằng Trung Quốc đang đóng góp vào nền kinh tế toàn cầu bằng cách tiến hành thương mại bình thường với Nga.